Ui, lâu anh em. Quay xàm xíu. Chim. Chim này chưa ngủ. Đây mình hút chân không. Đây thì gần xuống hết rồi. Còn ít nữa. Hơi vẫn còn nhiều. Để kỹ cái hơi nha. Để kỹ cái hơi. Thì ở đây mình hút khoảng 1 tiếng thì mình ngưng. Mình ngưng xong mình bắt đầu mình hút lại. Một con tiếng nữa. Con đầu dò ở đâu này. Đầu dò nó mất tiêu. Xin chào anh em, mình lại quay lại công việc tiếp tục. Đây. Hút chân không. Và ngâm. Hút chân không mình phải ngâm cho anh em. Ngâm coi thử. Kiếm nó có giật không. Ok. Tốt. Rồi. Kim. Này bắt đầu là mình vô. Mình vô ra được rồi đó. Tháo hồ. Vô ra. Một tay. Làm vô ra hơi khó một xíu. Nên không cảm nha. Thank you.
này mình gắn dây vô để mình sạc ra. Nãy mình tháo cái dây kia nó nằm trong cái máy luôn. Bình thường mấy cái nấu chân không nhỏ thì dây nó không có, mấy lớn thì nó có. Mình để mình không có luôn. Đối với hệ thống này thì mình ra mình vô lỏng luôn nha anh em. Vị trí cho nó đẹp cái. Khó khăn xíu. Giỏ từ từ nha. Xong rồi. Đây. Đó bịt nè. Đó. Vậy nha. Còn cái món hàng thiết. Ở công ty mình thì ai cũng biết làm, mỗi người mỗi chút chia nhau làm. Đây thì mình cứ cho vô đây. Ôi phu phi vu. Ở bên mình thì cái vàng này như lúc đầu mình có nói thì sạc tầm khoảng 5 bình. Thì bình thường thì lúc mà mới hút chân không xong á, nếu mà hút tốt thì mình cứ vô kiểu này khoảng 2 bình. Không cần bật máy chạy, máy đang tắt ha. Này, vô thẳng luôn. Vô cho máy chạy. Chút nữa để cho máy chạy. Vô hai bên là cho máy chạy là im, không cần coi bát luôn. Bát nhiều cứ vô được hai bên là cho máy chạy. Đây là kinh nghiệm thôi nha anh em, còn ai biết rồi thì bỏ qua. Chứ thực chất là mỗi vàng nó xài vận hành với cách làm khác nhau. Các bạn làm cái chỗ khác thì vàng khác, kiểu khác, hệ khác, thì đôi khi mình sạc kiểu khác. Nên là chỗ nào cũng được, sạc sau cũng được, miễn sao máy chạy ngon lành là được rồi. Ở đây mình cứ do kinh nghiệm với mình làm vậy thôi, chứ mình cũng không rành cho nó. Ở đây là anh em chủ yếu là chia sẻ kinh nghiệm làm. Để khi gặp hệ thống như thế này thì mình mạnh dạn làm.
anh em có lỗi rồi nữa, đôi khi máy nó bị lỗi gì đó thì sau này mình sẽ hướng dẫn thêm ha. Lúc máy nó bị sự cố lỗi đó, thì mình sẽ quay quay cho anh coi cái lỗi. Thường là lỗi là nó báo trên bo rồi nè. Oh, chưa có đèn này, này nha, đèn này nè, bắt đầu là mình xử lý thì nó có cái bảng mã lỗi đây. Đó. Thì mình cứ coi đó, bắt đầu mình sẽ tra rồi bắt đầu mình tìm mình sửa chữa. Nhưng mà cái đây là mình chỉ coi chứ nắm vậy thôi, đôi khi nó báo gì mà mình không có phải đâu. Đây cũng sửa từ lưa nó cái đó, anh em tháo dây tháo cổ sửa hết á, mò từ từ sạc qua sớt lại, sạc hồi cũng ra được cái lỗi của nó, không đơn giản lắm mấy bạn, không có phức tạp đâu, làm hoài quen thôi. Bây giờ đây cho qua, ôi 3 giờ kém rồi, toàn làm khuya, khuya không nhé bạn. Đây nãy giờ quên mất tiêu kiếm cái đồ thủy xì nha. Mình khi kiếm đồ thủy xì cái làm rồi thử xì nha các em, chết đây mình nhiều hệ lắm, mở ra cái máy cứ mỗi lầu là một cụm, hồi nãy là bởi của một cụm trên mình thì cụm như điều khiển cho một lầu, lầu của mình 15 cái đầu lạnh. Mấy chú kia ngủ hết rồi, mình kêu kêu mình cày thức quen hơn. Kiếm cái đồ tử xì nha. Ở đây tại nhà mình thì 12 lầu, một trệt hai hầm một sân thượng đây. Đó, chùm như là lâu công bảo trì chuyên gia chôm đồ lâu công khăn dễ làm hoài. Đây kỹ sư điện thoại này mình có 4 cái thằng nha bạn. Đôi khi mà số bạn nói bảo trì tòa nhà đâu có làm cái gì đâu, không biết gì hết, mình cũng không biết nữa. Bên mình làm cắm đầu, làm toàn làm đêm đâu ai thấy đâu.
là bên mình làm hết đó các bạn. Chỉ có thang máy là hãng bảo trì mới phát, cũng hãng bảo trì, còn lại hư hỏng tất cả còn lại là bên mình làm hết. Em bảo trì làm nhìn miếng sổ ong coi. View mà đẹp nhau lắm nha anh em. Mừng đêm thì tắt đèn hết rồi. Này nhìn qua la mắt 81 tầng thì cô thì thấy hết. Tòa nhà mình khá cao. Khu vực này cho tầng cao nhất. Anh là thoáng. Này. Mình nói các bạn nha, mình không phải là chuyên lạnh. Anh em mà vô trong tòa nhà thì ai cũng phải biết chút chút, không chuyên, nhưng mà cứ vô đi rồi làm lâu, làm học hỏi từ từ sẽ biết. Đơn giản lắm các bạn. Gà đang vô ha. Chứ cho nó vô. Ở đây hệ thống của mình là mấy cái pan á, nó không có còn ngon lành nữa. Chứ đúng ra nếu mà bị ở dần nóng á thì mình cứ nhốt ga nó về dàn lạnh ha, chứ không có phải mà phải cực khổ mà đi đi hút giống như vậy đâu. Đó là hồi xưa thôi, còn bây giờ thì phải hút. Ví dụ như bị dàn nóng thì nhốt dàn lạnh thì co hết về dàn nóng, nhưng mà bây giờ thì không có được, bây giờ thì phải hút hết á. Và nó bị lòn hết rồi, nhốt không có được. Nhốt xong là lúc này xì tà lè hết, nó về, nó hồi về, nó chạy tới nhà của bên mình là chạy từ năm 2009 tới giờ cũ rồi, nhưng mà bảo trì thì cũng khá tốt, nên là giờ cái chuyện mà nó hư hỏng ngoài ý muốn thôi, xì rồi phải chịu. Nhìn em gần hết anh. Nhẹ nè. Đó. Xin nhắc lại cho anh em ha. Đây là nhắc lại cho anh em không chuyên nha. Chứ chuyên thì mấy cái này nói ra thì các bạn cười thôi. Mình chỉ này là mình muốn nói cho các bạn mà không chuyên. Ví dụ như đang mới ra trường mà đang muốn biết vô tòa nhà người ta làm cái gì và cái cách làm như thế nào để cho hiểu sơ sơ, rồi sau này mà vô thì học cho nó có lẽ là nếu mình thấy rồi thì mình nhìn vô với mình nói hơi nhiều á, nghe thì ví dụ nghe kỹ kỹ là thì sẽ biết.
Đây là cái mình xin nhắc lại ha, để mình kết video chứ cũng chẳng có gì mà quay hoài. Đây, đây là ống dẫn vô. Các bạn đó nói ha, luôn luôn dây chính giữa là vô ga hoặc là máy hút chân không ha. Chính giữa nè, này nha. Đây nha. Rồi. Màu xanh là thấp áp, màu đỏ là cao áp. Đây, cao áp có nghĩa là đường đẩy đó, đẩy nó cao. Về là đường về này, nhưng đen đen của mình này. Nè, là dây màu đen đen nè. Là về nè. Đó, bạn khóa này nè. Trong này nó có cái van nữa nha các bạn. Mở ra con lục giác luôn nè. Khóa lại. Đó. Thì lúc mà mình ở đây là mình đang sạc ra lúc máy không chạy. Đó. Thì mình cứ mở full nha. Nhưng mà theo kinh nghiệm mình, theo như mình thấy mình sạc mình ổn thì cứ bạn lúc chạy máy thì bạn sạc ở đây nè. Mình coi nha. Thì nó chỉ tầm 100 cho đến 150, trong cái khoảng giữa đó. Đó, thì các bạn cứ canh trong khoảng giữa đó, dặn sao mà cho cái này nè nó nằm tới đó là được ha. Chứ mà nếu mà nhận quá nó chạy lên đây đây đầu 170, 180 này nè. Đừng vô, đừng cho nó vô nhanh quá vậy, từ từ thôi, vô ra là vô từ từ thôi. Đó, ở đây là mình nói lại ha, đây là ga 22. Ở bên vàng của mình là không có chạy ga 22 Trung Quốc được, ga Ấn đàng hoàng. Ga 22 Trung Quốc vô là vàng chạy không được. Riêng vàng này mình không biết cái vàng khác thì sao, chứ vàng của mình là phải chạy đúng ga. Ga Trung Quốc vô thì chỉ có xả bỏ dù. Rồi, chào anh em nha. À, mình về mình sạc đến hết năm bình lận. Thật tới sáng á. Là quay mà chỉ có biết nhiêu mà quay tới sáng thì cũng mất hay. Để coi có cái gì hay hay quay tiếp cho. Chuẩn bị mình sẽ quay hệ thống cho các anh em coi. Chắc trong tuần này, tuần sau gì đó mình sẽ xếp xếp mình kẻ ra một cái sơ đồ, xong mình sẽ nói từng khu vực theo cái sơ đồ đó cho các bạn dễ hình dung ha, cho rõ ràng, không biết gì cũng hiểu được. Về tòa nhà làm cái gì trong đó, mình có cái gì trong đó, riêng tòa nhà mình thôi nha. Mình chứ cái tòa nhà khác bây giờ hệ thống mới cao cấp đó, thì mình không có biết đâu. Mình chưa có vận hành cái tòa nhà cao cấp bao giờ, nên mình cái gì mình trong tòa nhà mình biết được thì mình nói. Bên mình thì hiện tại đang có một tòa nhà thấp thấp kia nữa, thì để cho các bạn vô mấy tòa nhà thấp thấp mà tự tin. Mà tại vì tòa nhà thấp thấp thì thường nó không có tuyển nhiều người, nó tuyển chỉ một hai người rồi đó, ứng luôn, ứng tuyển luôn. Chỗ đó nó có bấy nhiêu à, vận hành nó còn khỏe hơn ở đây nữa. Thì cứ vô đó chủ yếu là điện đóm mình làm cho nó an toàn là được, theo mình nghĩ là vậy á. Để bữa nào mình quay bên cái tòa nhà bên đó cho, nên mình đang coi quản bên tòa nhà bên đó ha. Thôi xin chào anh em nha. Hello anh em. Sau khi sạc đủ hai bình thì mình bắt đầu cho máy chạy. À, máy chạy nè, máy chạy thì bắt đầu sạc ra tiếp. Đây. Đây nha. Đây. Cái cứ tầm 100 đến 150 các bạn cứ cho nó vô ha. Đồng đá rồi luôn, trong bóng đẹp mà này thì đang chưa đủ ga cho nó đó, nó sâu hết á, sạc hồi đủ ga là nó tan nó hết rồi. Bây giờ nó sạc thôi ha. Đây đồng đá, đồng đá đường. À.
giúp ngược cái bệnh lợi tình trạng nha. Đó, đây là tụi mình vận hành vậy đó, cứ có sao thì mình quay mình nói vậy. Bên mình là làm đêm không anh, cứ ban ngày có sự cố gì á thì khắc phục tạm thời để đó, tối bắt đầu mình làm, sáng mai cho khách hàng nó sử dụng. Lúc khách hàng đang sử dụng thì mình không có đụng gì tới đâu. Đây à, nhớ nha các bạn, lúc mà máy chạy là mình chỉ sạc bên tháp áp thôi nha. Đây nha, mình không có mở cái van cao áp này nha, tuyệt đối. Đây hút á thì các bạn hút bên này, nhưng mà sạc thì sạc bên này ha. Vàng này quên nữa, vàng này của mình á, bát nó hơi cao. Bát các bạn lên tới tầm khoảng 80 thì máy cứ đủ ga để chạy, nên là cứ sạc vô tư ha. Bởi vậy bên mình cứ sạc tới 5 bình là vậy đó. Đúng ra phải kẹp bên kẹp có vô mấy cái lốc nữa, nhưng mà không cần. Bên mình quen rồi nên là cứ vậy mà vận hành, cứ sạc thôi. Chứ đúng ra canh là phải kẹp em kẹp vô để coi dòng của mấy nén lên cao không. Nếu cao quá thì mình cũng không có sạc được. Mấy nén cho bên mình là nó dao động từ 6 chấm mấy cho đến 8 chấm. Đó. Cứ tới 8 chấm là ok. 8. Mình ngưng nha, hy vọng anh em nghiệm ra được cái điều gì đó. Ở đây chỉ anh em mình đây làm vậy đó, sự cố thì cứ làm. Rồi, bye bye anh em.